Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cái dự án GIO. Đây là một cái dự án chúng ta sẽ join whitelist mọi người nhé. Chúng ta để kiếm được càng nhiều point càng tốt. Chúng ta sẽ làm ở trên web mọi người nhé. Chúng ta ấn vào link ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào connect đến Twitter nhé. Mọi người phải chuẩn bị một cái tài khoản trước chờ login sẵn mọi người nha. Ok, nice to meet you. Ở đây thì chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang mạng Ethereum. Account 1 đi, kết nối với Account 1. Chúng ta sẽ chuyển sang mạng Ethereum. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ connect đến Discord của mình mọi người nhé. Chúng ta tham gia những cái dự án whitelist này sau này thì chúng ta được token hoặc là chúng ta được tham gia vào mini NFT các thứ đấy. Nói chung là khi chúng ta tham gia sớm với dự án của nó thì chúng ta sẽ được ưu tiên. Ở dưới này thì sẽ có một số link này. Link này là giới thiệu với các bạn nhé. Là chúng ta sẽ giới thiệu với bạn bè của mình. Thực hiện complete 2 quest thì các bạn sẽ nhận được 50 AP. Đấy. Còn ở dưới này thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ ở trên Twitter nhé. Cái này thì là reply, tức là chúng ta sẽ bình luận trả lời lại cái bài này. Đấy, ví dụ chúng ta bình luận này. Rồi. Thêm bài viết. Rồi chúng ta ấn vào complete rồi nhé. Reply tiếp cái này. Các bạn bình luận gì cũng được nói chung nhé. Số lâu cái này luôn này. Đây, dự án đang có khoảng 33k flow nhé. Rồi whitelist này. Chúng ta sẽ ấn vào reply tiếp này. Tiếp tục này. Rồi. Tiếp tục này. Reply hoài vậy. Rồi, cuối cùng là flow, thì mình đã flow rồi phải không? Đây, chúng ta đã flow cái Twitter của nó rồi. Rồi. Thế là hết nhiệm vụ thôi. Đấy, coi như là chúng ta được 115 point. Chúng ta sẽ copy lấy link nhé, giới thiệu thêm bạn bè để chúng ta nhận được thêm point nhé. Dự án này thì mình sẽ update sau lên cho mọi người nhé. Mình sẽ update lên kênh sau, nếu mà có vấn đề gì thông báo thì mình sẽ thông báo lên kênh sau. Bây giờ là các bạn cứ làm đến đây đi nhé các bạn nhé. Link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.